Xin chào các bạn, quay lại với nhà đẹp CanCX. Ngày hôm nay rất vui mừng được giới thiệu với các bạn một mẫu nhà cấp 4 rất là đẹp, được thiết kế cho anh Dương tại Tiền Giang, thành phố Mỹ Tho. Ok, thì đây là công trình được thiết kế cho anh tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Ta có thể ngắm một lượt qua phối cảnh của công trình. Nhìn vào công trình, người ta có thể thấy là cái khoảng đất của anh rất là rộng. Đấy, các bạn có thể thấy một ngôi nhà được thiết kế rất là đẹp về sân vườn, và khoảng sân của ngôi nhà rất là đẹp, và ngôi nhà được đặt ở trung tâm, nhìn rất là đẹp. Thì ở quê anh thì không có ai thuê thiết kế hết, thì anh là người đầu tiên tiên phong trong việc là thuê thiết kế để thiết kế một ngôi nhà rất là đẹp. Bởi vì ở quê anh có rất nhiều ngôi nhà được thiết kế theo kiểu truyền thống của ngày xưa, phía trước bằng và phía sau là tôn làm xuôi về phía sau. Đó là phong cách của người xưa, phong cách làm của người xưa. Thì rất ít là ngôi nhà mái Thái được dựng lên ở quê anh. Thì anh là người đầu tiên thay đổi tư duy, thay đổi phong cách của quê anh. Và đây là ngôi nhà nếu mà được cất lên thì rất là hoành tráng và rất là đẹp, và được rất nhiều người ngưỡng mộ. Bây giờ ta sẽ đi vào màu sơn của ngôi nhà. Thì anh đang sử dụng là gam màu lạnh, hợp với phong thủy của anh. Màu sơn sử dụng màu xám. Thì có hai màu là màu nóng và màu lạnh. Thì với màu nóng thì chúng ta sử dụng chất liệu là đỏ vàng, đó là những cái màu rực rỡ. Còn màu lạnh là xanh, màu ghi. Đó là những cái loại màu rất là nhiều dịu nhẹ. Ngôi nhà có tổng thể thiết kế sử dụng là các tông màu chủ đạo và các cái điểm nhấn và tông màu phụ. Các tông màu chủ đạo là màu xám đây, và màu phụ là những cái màu trắng, và những cái điểm nhấn là những cái màu đen, gồm có cửa và các cái cột ốp đá, các cái con sơn ở đây. Các bạn có thể thấy về cửa thì anh sử dụng hệ cửa chính là cửa gỗ hệ Nam Phi, có đơn giá là trên 2 triệu một mét vuông. Về cửa sổ anh sử dụng hệ nhôm. Thì hệ nhôm này có giá rất là rẻ, dao động từ 1,2 đến 1,4 triệu trên một mét vuông. Ưu điểm của cửa nhôm này thì thi công rất là nhanh, khoảng 4 đến 5 ngày là có thể thi công xong ngôi nhà cấp 4 này rồi. Ưu điểm thứ hai là nó chịu được nhiệt rất tốt, không bị cong vênh, không bị bạc màu. Với thời tiết ở miền Nam rất là nắng nóng quanh năm, thì ta nên sử dụng là hệ cửa nhôm như thế này. Rất tốt trong việc là chịu nhiệt, không bị cong vênh. Nếu mà sử dụng cửa gỗ thì sau một thời gian sẽ bị cong vênh và bạc màu, rất là mất thẩm mỹ. Đây, về phần mái công trình. Phần mái công trình, gia đình anh sử dụng là hệ vi keo và đổ trần ở phía bên dưới. Đây là một cách rất là hay, rất là tiết kiệm, vừa phải. Có một chi phí là vừa phải. Thì với phần mái này, chúng ta có 3 cách. Là lợp vi keo và không đổ trần, là đó là lợp thạch trần thạch cao. Thứ hai là lợp vi keo và đổ trần. Đây là cách của anh chọn. Và nếu mà những cái gia đình nào có điều kiện nữa thì chúng ta sẽ đổ trần và đổ luôn cái phần mái vát này bằng bê tông, và sau đó chúng ta dán ngói. Về phần ngói thì ta có 3 cách để lợp. Là chúng ta lợp tôn giả ngói và lợp ngói. Thì ngôi nhà của anh đang sử dụng là hệ tôn giả ngói. Đấy, các bạn có thể ngắm qua tổng thể của công trình. Đây là mặt trên của công trình. Đấy, nhìn về phía trên của công trình, từ trên cao công trình, ta thấy là hệ hàng rào được tôi thiết kế miễn phí cho anh luôn. Đấy, rất là đẹp. Phía này có hồ nước. Phía bên này là các cái sân cỏ để con cái vui chơi. Một khoảng sân rất là rộng. Ở phía sau này là tét nước và bình năng lượng mặt trời.
ta thấy là một ngôi nhà rất là đẹp ở quê anh. Ta thấy là các cái điểm nhấn gờ chỉ rất là sắc, rất là gọn, tạo nên cái điểm nhấn khỏe khoắn cho công trình. Tông màu nó đậm dần từ phía móng và lên phía trên sẽ nhạt dần. Các bạn có thấy. Ok, chúng ta sẽ vào mặt bằng công năng của mặt. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào công năng mặt bằng của công trình. Đây là phần mềm sử dụng để thiết kế cho anh, một phần mềm mới nhất đang được tôi sử dụng để thiết kế cho anh. Đây, đây là nhìn từ phía cao công trình. Đấy, các bạn có thấy. Rất là trực quan, chúng ta sẽ quay một vòng xem nào. Đấy, phía này là cổng phụ đi về phía sau. Đấy, chúng ta sẽ quay một vòng ngắm nghía. Đấy, chúng ta sẽ vào mặt bằng tầng 1 của công trình. Thì công trình có diện tích như sau, tính từ tim tới tim là 9,2 m và 15 m. Bước vào sảnh thì sẽ có 5 bậc. 5 bậc đây, và phòng cách. Phòng cách có diện tích là 2,6,5 m². Ở phía này sẽ có hệ lam công trình. Đi về phía sau là phòng bếp, diện tích là 28,56 m². Ở phía sau này là phòng vệ sinh chung các bạn nhé, có diện tích là 4,51 m². Đi về phía sau là sảnh phụ. Và chúng ta sẽ về trước. Phía trước là phòng thờ, có diện tích là 10 m². Đây phòng ngủ thứ nhất, 15,8 m². Ở phía trong có phòng ngủ khép kín. Đấy, các bạn thấy này. Phòng ngủ rất là rộng. Và phòng ngủ thứ hai cũng rộng không kém, là 15,79 m². Phòng ngủ thứ ba rộng 14,38 m². Công trình có 3 phòng ngủ, một phòng thờ, một phòng khách và một bếp ăn. Đầy đủ công năng sử dụng luôn. Các bạn có thể thấy là tổng thể thiết kế theo yêu cầu của anh. Gồm 3 phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, một phòng thờ. Okay. Bây giờ ta sẽ ngắm lại cái phối cảnh bên ngoài công trình một lần nữa. Cái việc có hồ sơ thiết kế rất là quan trọng. Thứ nhất là nó giúp cho tổ đội thi công nắm rõ các danh mục công việc cần nắm, tiết kiệm được các chi phí phát sinh không cần thiết trong quá trình thi công. Cái việc này rất quan trọng. Nếu mà chúng ta không có hồ sơ thiết kế thì cái việc phát sinh chi phí là một cái điều rất là khó tránh khỏi. Và có hồ sơ thiết kế thì các bác thợ rất là dễ làm, chỉ cần dựa vào bản vẽ là các bác thợ có thể làm được. Đấy, rất là trực quan, rất là dễ hiểu. Cái thứ hai là nghiệm thu công trình rất là dễ dàng. Thì bản vẽ thiết kế như thế nào, chúng ta chỉ cần nghiệm thu đúng theo kích thước bản vẽ đề ra. Đấy, rất là dễ dàng, thì không phải việc gì mà tự nhiên anh lại làm sai, anh lại không làm theo. Đấy, đó là một cái việc kiểm soát rất là dễ dàng trong việc nghiệm thu. Thứ ba là bảo trì bảo hành sau này. Thì sau này có một cái vấn đề sự cố như ống nước, đường điện như thế nào, chúng ta chỉ cần lật hồ sơ thiết kế ra là chúng ta có thể biết được là sai ở đâu. Đấy, chúng ta sửa rất là nhanh. Đấy, vừa rồi tôi vừa giới thiệu với các bạn một mẫu nhà cấp 4 rất là đẹp, thiết kế cho anh Dương tại Mỹ Tho, Tiền Giang. Nếu các bạn có nhu cầu thiết kế thì hãy liên hệ vào số điện thoại ở trên màn hình. Cảm ơn các bạn đã xem clip của nhà đẹp Cansiex. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo chia sẻ những mẫu nhà cấp 4 đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.